truyền ngắn Bảo Trọng Em Yêu Anh. Người ta nói các bạn trẻ bây giờ chỉ biết đọc truyện tranh, coi phim chứ không đọc sách. Người ta nói các bạn trẻ không thích văn chương, chiết văn rất tệ. Người ta nói vân vân và vân vân. Còn tôi khẳng định với các bạn, không phải vậy. Vài năm trước, tôi tham gia một diễn đàn trên mạng về điện ảnh, phim bộ. Ừ, thì rất nhiều bạn trẻ thích coi phim, phim điện ảnh, phim bộ nhiều tập. Nhưng các bạn vì thích coi phim, vì ái mộ diễn viên mà cố gắng học tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Hàn để xem nguyên bản, để dịch tin tức về phim, về các diễn viên mà các bạn thích. Trong số hàm hố đó có tôi. Dù tuổi đời tôi gấp đôi các bạn, hầu hết thuộc lứa tuổi 15 đến 22 tuổi. Các bạn mở ra những mục bình phim và hàng tháng góp bài, chấm giải. Nhiều bài viết văn hay tuyệt vời, tôi cũng tham gia. Vì chưa biết tuổi thật của tôi, các bạn góp ý phê bình rất chân tình, thẳng thắn bài viết của tôi. Tôi thấy thú vị lắm, được chính các bạn trẻ góp ý, qua đó biết được quan điểm sở thích của lứa tuổi 20 hiện nay. Một trong những thể loại mà các bạn yêu thích, chúng tôi thường gọi là fic, tức fiction, chuyện giả tưởng. Đó là những chuyện ngắn hoặc dài, nhưng có thể là ngoại truyện của những phim mà các bạn đã xem, để tiếp nối số phận của những nhân vật trong phim, hoặc những câu chuyện mà các bạn nghĩ rằng các diễn viên mình thích sẽ diễn xuất rất phù hợp nội dung này, vì gần như các bạn viết Donnie đóng dài cho họ. Thế mới biết, cái gọi là viết văn không hay, dốt văn, chỉ là vì các bạn không được diễn tả đúng những điều mà mình thật sự yêu thích, mà chỉ trả bài một cách máy móc theo sự áp đặt của người lớn thôi. Kỳ này mình giới thiệu một câu chuyện của bạn Minh Lan ở Tây Ninh. Câu chuyện có phần kỳ ảo giữa hai nhân vật nam nữ mà bạn dành tặng cho hai diễn viên Hoa ngữ mà chúng tôi cùng yêu thích là Quỳnh Văn Hào và Hà Mỹ Điền. Nào, mời các bạn cùng nghe câu chuyện khá độc đáo này nhé. Linh Nhi là một nhân viên kế toán tại một công ty nhỏ. Cô là người nghiêm túc, hiền lành và chịu khó, sống giản dị. Năm 22 tuổi, cô lấy chồng. Vào đêm tân hôn, cô phát quản và phản kháng dữ dội với thân lang bằng cách nôn ngay trên gối lông phụng. Lãnh đạm là tên gọi cho căn bệnh của cô. Sau 3 tháng, họ ly hôn mà chưa qua một lần chăn gối. Cô trở về với cuộc sống độc thân. Và như cô thú nhận, vậy là thoải mái nhất. Chí Khang là một luật sư hào hoa phóng túng. Anh nghiện sách và hầu như luôn có các cô gái vây quanh. Cuộc sống của anh là trên những chiếc limousine sáng bóng, trên du thuyền, trong những đêm vũ hội kéo dài không dứt. Tiếng nhạc ì ùng chen đua với tiếng cười khanh khách, xen lẫn bao lời hoa mỹ mời gọi. Anh gọi đó là giấc mơ đường mật. Họ gặp nhau trong một chiều mưa lất phất. Họ nhìn nhau, mỉm cười. Họ hẹn hò, trao nhau nụ hôn đầu tiên nồng ấm, hứa hẹn một đám cưới long trọng. Họ chia tay nhau trong lưu luyến. Họ mong chờ, nhớ nhung. Họ gặp lại nhau, hôn nhau, yêu nhau. 7 ngày sau, họ thật sự là của nhau, cũng trong một đêm mưa lất phất. Họ hạnh phúc nhìn những giọt mưa ngạt ngào đua chen phả vào tấm kính cửa sổ với tiếng tí tách rộn ràng. 5 ngày sau, Linh Nhi chết lặng trước câu nói dửng chưng của anh: "Tôi không yêu cô. Cảm ơn cô đã cho tôi những đêm ái ân ngọt ngào. Thôi nhé." Cô sụp đổ, ngã quỵ tại nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Từ đó, cô làm bạn với dế, với dán, chuột, với đống quần áo bẩn và chén bát chưa rửa. Cô nằm lăn trên ghế, nhìn lên trần nhà, cầm điện thoại, hy vọng, im lặng. Gió thổi, mưa tí tách, đêm dài, cô thiếp đi. Tiếng chuông cửa gọi cô dậy, ra là anh bạn đồng nghiệp của cô. Cả tuần nay, ngày nào anh cũng đến với ước mong những câu châm ngôn về cuộc sống, những câu chuyện anh lấy từ cuốn sách hạt giống của anh vừa mới mua sẽ gọi được cô bạn lạc quan của anh trở về. Vô vọng, linh hồn yếu ớt của cô chỉ muốn ngủ. Cô nhận ra là cô yêu Chí Khang rất nhiều. Cô yêu anh và yêu anh chỉ có vậy thôi. Anh không yêu cô, điều đó không làm cô ngừng yêu anh. Anh là chàng trai đểu cán, cô vẫn yêu anh bằng tình yêu mù quáng. Cô đang để thứ tình yêu ngu dại đó giết chết mỗi ngày, và cô cứ nằm đó chờ chết.
anh bạn đồng nghiệp vẫn còn ngồi bên cô. 7 năm sau, cô là kế toán trưởng cũng tại công ty đó. Cô bước đi tự tin, lạc quan, hăng say công việc. Anh chàng đồng nghiệp ngày xưa vẫn đang bước đi bên cô. Họ khoác tay, cười nói, họ là bạn của nhau. Ngang qua nơi ấy, cô đã thấy anh. Họ nhìn nhau, mỉm cười và chia tay, không nói lời nào. Cô quay người, cười buồn, nhìn lên trời, bước đi. Có tiếng động ở sau lưng cô. Cô quay lại, ngập ngừng bước tới. Trước mặt cô là anh, nằm bất động trên đường. Cô hét lên thật lớn, nước mắt rơi ra. Cô òa khóc gọi tên anh. Đêm đến, cô không ngủ được, lặng nhìn những giọt mưa rơi tí tách phả vào tấm kính cửa sổ. Có ánh mắt đang dõi theo cô. Cô biết điều đó. Cô cảm nhận được từng làn không khí chạm vào người cô. Cô bật đèn, nhìn quanh. Anh ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, lặng yên không nói lời nào. Nhưng cô thì ngạc nhiên lắm. Cô lắc đầu như thể tỉnh mộng. Và cô vẫn thấy anh ngồi đó, bất động, dáng vẻ mịt mờ. Dù rất sợ, nhưng cô cũng thầm nhủ rằng anh rất đẹp. Chí Khang, là anh à? Phải. Anh, sao anh... Anh đến gặp em. Anh muốn gặp em. Sao anh lại muốn gặp em? Vì em là những gì còn lại của anh. Tại sao? Anh không biết. Anh chỉ biết anh yêu em. Không, anh không yêu em. Anh từng nói là như vậy. Vậy sao? Anh không nhớ. Anh quên dễ vậy sao? Anh không nhớ. Nhưng em có thể giúp anh không? Giúp anh thế nào? Hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hãy gả cho anh. Không. Tại sao? Em từng rất muốn cưới anh mà. Phải. Đến bây giờ em vẫn muốn gả cho anh. Nhưng em sẽ không bao giờ lấy anh. Em đã quen anh quá nhanh và mất quá lâu để quên anh. Và giờ thì anh hãy đi đi. Ra khỏi cuộc đời em. Hay ít nhất là ra khỏi đây. Anh không thể đi. Anh chỉ đi khi anh cưới được em. Ra là thế. Anh chỉ có thể đi khi anh cưới tôi. Em, tôi muốn được ở một mình. Cơ thể anh dần tan biến vào hư không. Hôm sau, cô lại thấy anh ngồi trên chiếc ghế đó, gần cửa sổ. Trời không mưa, cũng không có gió thổi. Cô nằm trên giường, lặng yên. Trời gần sáng, cô bước đến, ngồi trên chiếc ghế gần đó. Họ yên lặng như thế cho đến khi trời sáng. Khi ánh nắng chiếu vào bệ cửa, cũng là lúc cơ thể anh tan biến. 8 ngày liên tục như thế, đến ngày thứ 9, cô cất tiếng. Anh chỉ muốn thắng tôi đúng không? Thắng ư? Phải, anh nghĩ như thế sẽ thắng được tôi. Có lẽ vô vọng thôi. Linh à, em rất đẹp. Xin lỗi, em rất đẹp. Tại sao anh nói câu đó vào lúc này? Anh đã không nhớ em một thời gian dài. Anh không phải là như thế. Tôi và anh không phải là của nhau. Anh không phải ở đây. Có, vì tình yêu của em. Cô giật mình, nhìn anh thật lâu. Cuối cùng cô cất tiếng. Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi đã sống rất tốt, anh không thấy sao? Tôi có công việc, có bạn bè. Và sắp tới tôi sẽ cưới. Vậy thì tại sao anh lại ở đây? Anh có thể đi. Anh rất muốn, nhưng anh không thể. Anh đi đi, để tôi một mình. Cô hét lớn. Và anh để cô một mình. 7 năm sau, đêm đêm anh vẫn ngồi bên cô, yên lặng, cùng bao đổi thay. Cô giờ đã là một giám đốc. Cô có một đứa con gái 2 tuổi mà tên tuổi của người bố là một bí mật. Cô nói với anh, tôi không muốn con gái tôi biết đến sự hiện diện của anh. Anh sẽ đi. Ừ, em nên kết hôn với anh ta. Ai? Anh ta, bạn đồng nghiệp của em đó. Anh ta rất tốt, anh ta yêu em. Cô cười. Linh à, anh đã biết tại sao anh lại ở đây. Anh không muốn thắng. Vì điều đó làm anh hạnh phúc. Cô nhìn anh thật lâu, cuối cùng cô cất tiếng như nói với chính mình. Ra là vậy. Anh và cô yên lặng thật lâu. Trời sáng, anh nhìn cô lần cuối và cô cũng vậy. Anh ra đi. Ngoài kia, một giọt sương vương vào nụ hồng đỏ. Em mất quá lâu để quên anh và cả đời để yêu anh. Bảo trọng, cô nói khẽ.